Xin chào tất cả mọi người. Hành trình giảm từ 74 xuống 63 kg của ba bố diễn ra như thế nào? Đầu tiên vẫn phải là chăm chỉ tập thể dục. Tiếp đến đó chính là chế độ ăn. Ức gà là một thứ không thể thiếu cho người ăn kiêng. Nhưng ăn luộc hoài thì hơi ngán. Nay ba bố sẽ hướng dẫn mọi người làm chả gà. Ok. Đầu tiên cắt ức gà ra thành những phần nhỏ. Sau đó nêm nếm và cho vào máy xay thịt. Mà công nhận máy xay thịt khi bóp này xay đã thật. Và giờ mình sẽ cho phần thịt mới xay xong vào túi ni lông và bỏ vào tủ lạnh. Trong lúc đó thì bố cũng vừa đi học về. Vì bố gần thi cho nên học bài khá nhiều. Thấy con ế ỏi như vậy ba rất thương nên đã nảy ra một ý tưởng. Ba đã vào tủ lạnh lấy ngay ra một ít đá và lại làm nhờ máy xay khi bóp. Ôi là trời, cái máy gì mà mạnh quá vậy. Chỉ cần một đốt nhạc thì ba đã có một cối đá xay siêu xịn mịn. Bây giờ chỉ cần cho vào chén và ra đĩa. Ok, công cuộc trang trí bắt đầu. Với món siro đá bào này thì đầu tiên ta sẽ cho một ít siro màu đỏ. Kế tiếp là chúng ta sẽ cho ít siro màu xanh. Vì xanh xanh đỏ đỏ thì nhỏ mới mừng nè, đúng không nè. Mà muốn ok hơn nữa thì ta sẽ xếp một ít trái cây lên. Bây giờ thì kêu em xuống coi phản ứng của em như thế nào nha. Hey, thấy cái miệng em ăn là biết nó hấp dẫn tới cỡ nào rồi. Cảm ơn Keybop nha, đã giúp bà bố có một món đá xay ngon như vậy. Giờ thì sẽ quay lại cái món chả gà. Sau khi bỏ vào tủ lạnh 2 tiếng thì mình sẽ lấy ra nhồi. Tiếp đến là cho vào khuôn và bỏ vào nồi chiên không dầu. Và đợi một hồi thì đây chính là thành quả. Ta-da, tăng tăng. Wow, hấp dẫn chưa? Và muốn kiểm tra có thành công không thì mình phải cắt ra từng lát nhỏ để xem có gãy không. Nếu không gãy thì mình đã thành công rồi. Mà nói gì thì nói cũng phải cảm ơn trợ thủ Keybop nha.